vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Sự thật vất vả. Bính Ngọ 1966, 5 năm tới, từ 59 tới 63 tuổi, tránh họa đắc lộc, bề trên độ mệnh, may mắn song hành, tiền đô chặt két, phất lên giàu có nhất làng. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Tử Vi ngày hôm nay. Tử Vi nguyện cho quý cô bác anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Lời đầu tiên, đội ngũ biên tập chương trình xin được gửi lời cảm ơn tới quý cô bác anh chị đã luôn động viên và đồng hành cùng Tử Vi trong suốt thời gian vừa qua. Vâng, thưa quý vị, tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nhiều người than phiền với tôi rằng dù họ cố gắng chăm chỉ cày như trâu, như ngựa mà cuộc sống cứ mãi bị cái đói khổ vây hãm, không có lối thoát. Từ thuở ấu thơ đã phải sống trong gia cảnh nghèo khó, nợ nần, chịu khổ mấy đời, mấy kiếp cũng không hết. Đã vậy, đến khi bước ra ngoài xã hội, họ còn bị biết bao người lừa gạt, bóc lột, phản bội. Về đến nhà thì vợ chồng tối ngày lục đục, con cái lêu lổng, không chịu học hành. Nguyên nhân sâu xa chỉ vì thiếu tiền, nhìn bạn bè cùng trang lứa ăn nên làm ra coi lại mình vẫn long đong, lận đận, mà xót xa cõi lòng, chẳng dám ngẩng mặt nhìn đời. Thế nhưng họ cũng chẳng thể ngờ có ngày được cát tinh chiếu mệnh, muốn gì được nấy. Cuộc sống sung sướng như tiên chỉ sau một đêm. Nếu nghe hết lời luận giải này, giới thiên tri tử vi còn hé lộ, tuổi Bính Ngọ từ 59 đến 63 tuổi, tránh ba điều này, sẽ lội ngược dòng, đắc thời phất lên, có tiền có quyền, nở mày nở mặt, trả ơn cho những người đã giúp đỡ mình, khiến những kẻ từng khinh miệt, chèn ép phải hối hận không kịp. Vậy ba điều cấm kỵ đó là gì? Liệu tương lai tuổi Bính Ngọ sẽ biến động như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết ngay sau đây. Quý vị thân mến, người sinh năm 1966 theo lịch dương, bắt đầu từ ngày 21 tháng 1 năm 1966 đến hết ngày 8 tháng 2 năm 1967 trên lịch âm. Năm này từ ngày 1 tháng 1 năm 1966 đến hết ngày 29 tháng 12 năm 1966 thuộc thiên can Bính và địa chi Ngọ, tức là tuổi Bính Ngọ và cầm tinh con ngựa. Con ngựa đứng ở vị trí thứ 7 trong chu kỳ 12 con giáp, biểu tượng cho sự tự do, đam mê thiên nhiên, ham khám phá và chinh phục những điều mới mẻ. Họ không thích bị ràng buộc, luôn khao khát sự tự do và thường không ưa sự ổn định, thích khám phá hơn là giữ vững một vị trí. Người đứng can Bính, tuổi Ngọ, nên phải sống ở ngoài quê quán mới tốt, long đong vất vả nhiều phen, được Thế Chí Bồ Tát bảo hộ, nên có gặp nạn tai cũng qua được bình an. Bính Ngọ có sẵn tính nóng nảy, người khi giận thì như lửa bừng bừng, khi xong lại nguội lạnh. Tuy vậy, họ quan hệ rộng nên vẫn có nhiều bạn bè và không mấy khi nhờ vả đến ai, bởi người này có lòng tự trọng, khí khái và cứng cỏi. Họ luôn có ý thức tự lập, tự lực cánh sinh. Người tuổi Bính Ngọ số được cha mẹ dành cho của cải. Về trung niên, hậu vận họ giàu có, nếu lấy tuổi Tuất, Dần thì cố hòa hợp để sống. Chuyện tình duyên không mấy xuôi thuận, có thể phải hai lần đò mới đặng. Họ không mấy hòa hợp với cha mẹ, anh chị em trong gia đình, nên tình thân hữu không mấy mặn mà, nếu ở xa nhau thì tốt hơn. Tuổi này được dược sư Như Lai thọ, nên tuổi Bính Thọ, Thọ đến tuổi già gù lưng, lóa mắt, nhưng trung tuổi này khi còn trẻ, tuổi long đong về sau phú quý, sống lâu, tính nóng như lửa, hoạt bát, phóng khoáng, vợ chồng cần dung hòa để khỏi phải chia ly. Cuộc sống hậu vận tốt nên cần làm nhiều điều thiện để được hưởng trọn số trời trong phong lưu khoáng đạt, thỏa chí tài của mình. Tuổi Bính Ngọ nếu kết hôn với các tuổi Bính Ngọ, Tân Hợi, Nhâm Tý, Ất Mão, Ất Tỵ sẽ rất tốt, sống cuộc đời sang giàu. Còn nếu kết hôn với Mậu Thân, Giáp Dần thì chỉ có được cuộc sống trung bình mà thôi. Tuổi Bính Ngọ nên tránh các tuổi Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Tân Sửu, năng lượng hỏa kép,
Ngọ cũng thuộc hành hòa, nhân đôi tất cả những đặc tính tốt và xấu của người tuổi Ngọ. Người tuổi Bính Ngọ thường cực kỳ may mắn, hoặc hết sức không may là những người tốt bụng, đáng mến và tràn đầy nhiệt huyết. Bính Ngọ cũng có thể tỏ ra kiên quyết và nghiêm khắc khi cần. Họ rất thông minh và tự tin. Có lẽ đó là lý do tại sao nhiều người trong số họ trở thành lãnh đạo. Khi đảm nhận cương vị người đứng đầu hay ông chủ, ngựa lửa được cấp dưới đánh giá cao và yêu quý. Trái tim nhân hậu cùng những đòi hỏi khắt khe là sự kết hợp hoàn hảo, vừa khiến họ được nhân viên quý mến, vừa giúp hoàn thành tốt rất nhiều công việc. Bính Ngọ rất dễ bị phân tâm và không phù hợp với những nhiệm vụ phải lặp đi lặp lại. Họ thích mạo hiểm và hiếm khi chấp nhận sự giám sát từ những người khác, kể cả từ cấp trên. Cuộc sống của Bính Ngọ không ổn định. Họ thường nay đây mai đó. Để đạt được thay đổi, họ có thể dùng đến vũ lực và sức mạnh, ý chí tuyệt đối, tính cách độc đoán, khiến họ có thể thành công lớn hoặc thất bại thảm hại. Sở hữu trí tuệ tuyệt vời và sức hút mãnh liệt, Bính Ngọ được người khác giới rất quý mến, nhưng họ thường chỉ chú ý tới một người và hạnh phúc với bạn đời đã chọn. Biết cách quản lý tiền bạc, Bính Ngọ khá may mắn về tài chính. Tính cách của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, đặc trưng cơ bản nhất của những người thuộc mệnh thủy, đó là sự thông minh, trí tuệ, vì trong ngũ đức, hành thủy, chủ trí tuệ, khi xét về thiên can, địa chi, ta sẽ thấy can Bính Dương Hòa kết hợp với chi Ngọ Dương Hòa, tạo nên thế tương hòa, tương đắc, sản sinh ra những tài năng lớn. Do đó, tuổi Bính Ngọ không những thông tuệ mà còn có sự hơn người, xuất chúng. Những người tuổi Bính Ngọ có tính cách tâm hồn cao thượng, thanh nhã, tinh tế, tác phong, cử chỉ lịch thiệp, nhã nhặn. Tuổi Bính Ngọ được biết tới với sự cống hiến không toàn tính hay đòi hỏi được đền bù. Trong cuộc sống, những người tuổi Bính Ngọ thường là người của công chúng, có đóng góp cống hiến lớn lao cho đời, nhạy cảm, tinh tế, hay u buồn và tự mâu thuẫn. Bởi bản chất của giọt nước mong manh, nên họ cực kỳ nhạy cảm, tinh tế, thâm tâm. Họ mang một nỗi buồn cố hữu về thế thái nhân tình. Can chi Bính Ngọ thuộc hỏa và thổ, tương khắc với nạp âm thủy, nên tâm tư họ nhiều điều mâu thuẫn rất khó lý giải. Bính Ngọ là người có khả năng quan sát tài tình, nhất là trước những sự vật, sự việc mới. Họ cũng có đầu óc kinh doanh khá nhạy bén và linh hoạt, luôn đưa ra được những ý kiến độc đáo đối với công việc làm ăn hoặc vấn đề quản lý. Tính cách cởi mở và quyết đoán là hai yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của họ. Người tuổi Bính Ngọ có đời sống tinh thần phong phú, có lý tưởng cao đẹp và không sợ khó khăn, gian khổ. Họ thích được tự sắp xếp công việc của mình, luôn phấn đấu để có địa vị cao trong xã hội. Nếu được sao tốt tương trợ, họ có thể tạo dựng được sự nghiệp đáng kể. Ngược lại, họ khó có được cơ hội để phát huy năng lực của mình. Tuổi Bính Ngọ có tư chất trở thành lãnh đạo, quản lý, một số khác trở thành giảng viên, nghệ sĩ, chuyên gia tư vấn hoạt động nông nghiệp cũng là thế mạnh của họ. Vì đóng góp, cống hiến cho rất nhiều người, nên thu nhập của họ rất cao. Tuy vậy, với bản tính thanh cao, họ xem nhẹ tiền tài, vật chất, không hoang dã như những chú ngựa, mà tuổi Bính Ngọ có tính cách và một tâm hồn rất cao thượng, tinh tế và có cử chỉ tác phong nhã nhặn, khiến cho người phải hài lòng và có ấn tượng tốt đối với họ. Những người tuổi Bính Ngọ có trách nhiệm và rút ruột gan trong công việc, dốc sức hết mình vào công việc. Tuổi Bính Ngọ thường là người của công chúng, có đóng góp rất lớn ở trong đời. Một số công việc họ phù hợp chính là giảng viên, nghệ sĩ, nhà tư vấn hay những nhà lãnh đạo, quản lý có trách nhiệm, được cấp dưới nể phục. Tính duyên của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Bính Ngọ luôn muốn hình ảnh của mình thật đẹp trong mắt người khác. Một số người tuổi Bính Ngọ có tính cách hai mặt hoàn toàn trái ngược nhau. Họ cẩn trọng, khiêm tốn tại nơi đông người, nhưng khi ở một mình, họ có thể làm những việc không giống ai. Họ thích có địa vị xã hội, thích hình ảnh của mình được nâng lên trong mắt người khác. Họ thích được tự sắp xếp cuộc sống của mình và sẽ đề ra những yêu cầu rất cao đối với chất lượng cuộc sống. Cho dù công việc có bận đến đâu, thì họ cũng phải lên lịch cho mình và gia đình những chuyến du lịch hoặc hoạt động cố định để cân bằng và giải tỏa áp lực. Họ luôn giữ tính cách lạc quan và hài hước. Vì thế, cho dù trong lòng có chuyện buồn, nhưng trước mặt người khác, họ vẫn tỏ ra vui vẻ. Nhìn chung, người tuổi Bính Ngọ có đời sống tinh thần phong phú và thoải mái, có hiểu biết rộng, có lý tưởng sống cao, đẹp và không ngại khó khăn, gian khổ trong chuyện tình cảm.
họ rất lãng mạn và cũng dễ bị tổn thương. Vì thế, nên tôn trọng, yêu thương họ, nên quan tâm động viên tinh thần họ bằng cách nhẹ nhàng, tinh tế và mềm mỏng. Bạn có biết tháng sinh có thể quyết định vận mệnh của mình không? Cùng xem vận mệnh người tuổi Bính Ngọ theo tháng sinh âm lịch ra sao nhé. Tháng Giêng, vẻ đẹp rạng ngời của những người sinh tháng Giêng tựa như những tia nắng mai ấm áp, mang đến năng lượng tích cực cho những ai xung quanh. Họ là những cá thể sôi nổi, hoạt bát, luôn nở nụ cười rạng rỡ và sở hữu khả năng giao tiếp tuyệt vời. Nhờ vậy, họ dễ dàng thu hút sự yêu mến, quý trọng từ mọi người. Con đường sự nghiệp của họ thường trải đầy may mắn và thuận lợi. Tuy nhiên, để gặt hái được thành công vang dội, họ cần học cách nắm bắt và tận dụng thời cơ một cách khéo léo. Nếu bỏ lỡ những cơ hội vàng, họ có thể sẽ phải nuối tiếc về sau. Tháng 2, cuộc sống của những người sinh tháng 2 thường bình lặng như mặt hồ phẳng lặng, hiếm khi có sóng gió. Họ yêu thích sự tự do, an nhàn và luôn tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống. May mắn thay, họ luôn được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Nhờ vậy, họ có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Tháng 3, nổi tiếng với trí tuệ thông minh và sự chăm chỉ, những người sinh tháng 3 luôn gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực học vấn. Họ sở hữu tính cách thẳng thắn, hiền lành, nhân hậu và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhờ những phẩm chất tốt đẹp này, họ nhận được sự yêu mến và kính trọng từ mọi người. Khi trưởng thành, họ có khả năng gây dựng sự nghiệp lớn lao, gặt hái danh tiếng vang dội và trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo tháng tư. Khác với những tháng sinh trước, những người sinh tháng tư mang trong mình tinh thần tự lập, mãnh liệt. Họ không thích dựa dẫm vào bất kỳ ai, mà luôn nỗ lực phấn đấu để đạt được mục tiêu của bản thân. Tuy con đường sự nghiệp của họ có thể gặp nhiều khó khăn, thử thách ngay từ những bước đầu tiên, nhưng với sự kiên trì và nhẫn nại, họ sẽ gặt hái được thành công vang vang dội. Tuy nhiên, họ cần lưu ý, không nên vội vàng, hấp tấp trong mọi việc, bởi điều này có thể dẫn đến thất bại và khiến họ chán nản, tuyệt vọng. Tháng 5, ý chí quyết tâm và nghị lực phi thường là những phẩm chất nổi bật của những người sinh tháng 5. Họ luôn nỗ lực hết mình để vươn lên trong cuộc sống và gặt hái được nhiều thành công. Đường tình duyên của họ cũng vô cùng viên mãn. Họ có một gia đình hạnh phúc, ấm áp với người vợ, chồng chung thủy, yêu thương nhau sâu sắc. Tháng 6, những người sinh tháng 6 thường được ví như những chú ong chăm chỉ, cần mẫn. Họ miệt mài làm việc, không ngại khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, dù đã nỗ lực hết mình, con đường họ đi lại không hề dễ dàng. Họ thường gặp phải những trắc trở, vất vả và không ít lần gặt hái kết quả không như mong muốn. Dù sở hữu đầu óc thông minh và ý chí quyết tâm cao, họ lại thiếu đi sự may mắn và cơ hội để tỏa sáng. Thành công đến với họ thường sau nhiều lần thử thách, đắng cay và cả những hy sinh thầm lặng. Tháng 7, sinh ra vào tháng 7, những con người này mang trong mình tài năng văn võ song toàn. Họ không chỉ thông minh, nhạy bén, mà còn sở hữu khả năng giao tiếp, ứng xử khéo léo, dễ dàng tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Nhờ vậy, họ có quý nhân phù trợ, đường công danh, sự nghiệp rộng mở, gặt hái được nhiều thành công vang dội. Không chỉ vậy, họ còn có một cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc, ít khi gặp trắc trở, gia đình họ luôn tràn đầy tiếng cười, sự ấm áp và an yên. Tháng 8, trái ngược với sự vội vàng, hấp tấp thường thấy, những người sinh tháng 8 lại mang trong mình sự cẩn trọng, chín chắn và có phần điềm tĩnh. Họ luôn suy nghĩ thấu đáo, kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định, tránh để xảy ra sai sót. Nhờ vậy, dù con đường họ đi không quá rực rỡ, nhưng lại vô cùng an nhàn, ít gặp phải những biến động lớn. Về già, họ được hưởng cuộc sống sung sướng, đầy đủ tiện nghi, không lo thiếu thốn, an nhàn tận hưởng thành quả của tuổi trẻ. Tháng 9, sinh ra vào tháng 9, những con người này được trời phú cho trí thông minh, tài giỏi. Tuy nhiên, họ lại thiếu đi sự quyết tâm và kiên trì để theo đuổi mục tiêu đến cùng. Họ dễ bị lung lay bởi ý kiến của người khác, thiếu lập trường riêng, dẫn đến việc khó có thể thành công trong những việc lớn lao. Do vậy, cuộc sống của họ thường bình lặng, an phận, không có quá nhiều đột phá. Tuy nhiên, họ cũng không phải lo lắng về vấn đề cơm áo, gạo tiền, đủ ăn, đủ mặc, tận hưởng cuộc sống bình dị bên gia đình. Tháng 10, những người sinh tháng 10 thường phải trải qua những thử thách cam go ngay từ khi bắt đầu cuộc sống. Con đường họ đi đầy rẫy chông gai, vất vả,
đòi hỏi sự kiên trì và nhẫn nại phi thường. Tuy nhiên, nếu họ không nản lòng, không khuất phục trước khó khăn mà tiếp tục cố gắng, họ sẽ gặt hái được thành công vang dội. Càng về sau, cuộc sống của họ sẽ dần ổn định, sung sướng, viên mãn. Họ được hưởng nhiều tài lộc, may mắn, không lo thiếu thốn về vật chất. Tháng 11, cuộc sống của những người sinh tháng 11 thường tràn đầy cơ hội tốt, may mắn hiếm có. Tuy nhiên, họ lại thiếu đi sự nhạy bén và khả năng nắm bắt cơ hội. Do vậy, dù có sẵn tiềm năng để thành công, họ lại bỏ lỡ những cơ hội vàng, dẫn đến việc khó lòng thực hiện được những mục tiêu lớn lao. Cuộc sống của họ vì vậy có thể gặp nhiều trắc trở, lận đận, không được suôn sẻ như mong muốn. Thêm vào đó, họ là những người thiếu kiên định, dễ bị tác động bởi yếu tố bên ngoài, khiến cho ý chí bị mai một, ảnh hưởng đến cả công việc và cuộc sống cá nhân. Tháng 12, sự nghiệp của những người sinh tháng 12 cũng không hề dễ dàng. Họ phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách ngay từ những bước đầu tiên. Tuy nhiên, với bản tính kiên trì, nhẫn nại, họ sẽ dần vượt qua mọi trở ngại và gặt hái được thành công. Tuy nhiên, đường tình duyên của họ lại không mấy thuận lợi. Họ có thể phải trải qua nhiều mối tình dang dở, lận đận mới có thể tìm kiếm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình. Quý vị thân mến, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, thuộc mệnh Thiên Hà Thủy, mang bản tính thông minh, sáng dạ, nhưng cũng hay gặp nhiều thử thách trong cuộc sống. Để thu hút tài lộc và gia tăng may mắn, người tuổi Bính Ngọ có thể áp dụng một số cách sau. 1. Tận dụng ưu điểm bản mệnh. Thông minh, sáng dạ, tuổi Bính Ngọ 1966, được trời phú cho trí tuệ thông minh, sáng dạ. Họ có khả năng học hỏi nhanh chóng, thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh và có tư duy logic nhạy bén. Ưu điểm này giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Cần cù, siêng năng, Bính Ngọ 1966 là những người chăm chỉ, cần cù và luôn nỗ lực hết mình trong mọi việc. Họ không ngại khó khăn, thử thách và luôn hướng đến mục tiêu đề ra. Nhờ đức tính này, họ được nhiều người tin tưởng, quý mến và tạo dựng được sự nghiệp vững vàng. 2. Vượt qua thử thách, kiên trì, nhẫn nại. Cuộc sống của Bính Ngọ 1966 thường gặp nhiều thử thách, khó khăn. Tuy nhiên, họ là những người kiên trì, nhẫn nại và không bao giờ khuất phục trước nghịch cảnh. Nhờ ý chí mạnh mẽ, họ luôn tìm cách vượt qua mọi khó khăn và gặt hái được thành công. Linh hoạt, thích nghi. Bính Ngọ 1966 là những người linh hoạt, thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh. Họ có khả năng nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, đa chiều và đưa ra những giải pháp hiệu quả. Nhờ vậy, họ có thể dễ dàng vượt qua những biến động trong cuộc sống và đạt được mục tiêu đề ra. 3. Bí quyết thu hút tài lộc. Lựa chọn màu sắc hợp mệnh theo phong thủy. Màu sắc hợp mệnh với Bính Ngọ 1966 là màu đen, xanh dương, xám và trắng. Sử dụng những màu sắc này trong trang phục, đồ dùng cá nhân và trang trí nhà cửa sẽ giúp họ thu hút tài lộc, may mắn và thành công. Chọn hướng nhà hợp mệnh. Hướng nhà hợp mệnh với Bính Ngọ 1966 là hướng Tây Bắc, Đông, Bắc, Tây Nam và Tây. Lựa chọn những hướng nhà này sẽ giúp họ có được cuộc sống an khang, thịnh vượng và gặp nhiều may mắn trong công việc. Sử dụng vật phẩm phong thủy. Một số vật phẩm phong thủy hợp mệnh với Bính Ngọ 1966 bao gồm tỷ hưu, rồng, phượng hoàng, thiềm thư, tượng Phật. Sử dụng những vật phẩm này sẽ giúp họ thu hút tài lộc, may mắn và bình an trong cuộc sống. Làm việc thiện, giúp đỡ người khác là một cách để thu hút tài lộc và may mắn. Bính Ngọ 1966 nên thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Giữ gìn lối sống lành mạnh, giữ gìn sức khỏe là điều vô cùng quan trọng đối với Bính Ngọ 1966. Họ nên tập thể dục thường xuyên, ăn uống đầy đủ, dinh dưỡng và ngủ đủ giấc. Lối sống lành mạnh sẽ giúp họ có được tinh thần minh mẫn, sảng khoái và dễ dàng gặt hái được thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung sự thật vất vả. Bính Ngọ 1966, 5 năm tới, từ 59 tới 63 tuổi, tránh họa đắc lộc, bề trên độ mệnh, may mắn song hành, tiền đô chặt két, phất lên giàu có nhất làng. Từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn,
Mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.